tinh thần biến phần 9 tập 7, thanh tu lão giả thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Khi nhìn thấy thông đạo màu đen đó, trong lòng có phần lúng túng, nhưng nghe thấy mấy người la phàm nói, suy nghĩ cẩn thận lại, bọn họ đều hiểu ra. Thân đồ diêm ha ha cười lớn nói. Ha ha, đúng, thông đạo màu đen này có thể thông tới đâu đây, thần giới thông tới các không gian khác, tự nhiên những không gian đó chỉ có thể là hạ giới. Khương Phạm hét lên một tiếng, tiến vào hạ giới trò trẻ con mà thôi Ô, nhanh lên thông đạo đang nhanh thu nhỏ kìa lập tức bát đại thánh hoàng hóa thành bát đại lưu quang bay vào bên trong thông đạo màu đen phía sau mấy người hoàng phủ lôi khương hình thân đổ âm cũng bay vào theo từ lúc đó hai mươi vị thần vương bay vào trong thông đạo màu đen tại tân vũ trụ bên trong tử huyền tinh tử huyền phủ bay lơ lửng trên không mấy người tần vũ khương lan tả thu lâm dịch phong hắc vũ hầu phí đều đứng ở trên không trung trên mặt họ đều có một nụ cười nhạt thông đạo màu đen đó chính là do tần vũ chế tạo ra thông đạo đi tới tân vũ trụ cố ý dẫn dụ những thần vương kia tiến vào tân vũ trụ khương lan cười nói tiểu vũ chiêu này của ngươi quả thật là độc ác à hầu phí cười quắc quắc nói hắc hắc độc ác cái gì chứ những thần vương đó không hề nương tay đối với đại ca ta sớm đã không thuận mắt với chúng rồi đại ca lần này hãy để đệ giày xéo bọn chúng Ha ha, hầu tử, người muốn giày xéo những thần vương đó, quá hèn hạ đi, ở trong tân vũ trụ mới đòi giày xéo chúng. Hắc vũ cũng cười lớn lên. Bên trong tân vũ trụ, hầu phí được tân vũ truyền cho không gian pháp tắc của tân vũ trụ. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, ở nơi này, hầu phí có thể dễ dàng khống chế lực không gian của tân vũ trụ. Nhưng những thần vương kia thì sao? Bên trong vũ trụ của thần giới, bọn họ có thể coi là thần vương. Nhưng đến tân vũ trụ, không gian pháp tắc của bọn họ hoàn toàn không có tác dụng ngay cả thời gian gia tốc cũng trở nên vô dụng và thời gian tĩnh chỉ của tu la thần vương và huyết hải nữ vương cũng vậy bọn họ cũng không cách gì thuấn di mà chạy bên trong tân vũ trụ bọn họ chỉ có thể chịu giày xéo tân vũ cười nhạt nói tốt rồi đừng nói nữa bọn họ tới rồi lập tức tất cả mọi người nhìn về phía trước hô 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 chỉ thấy người đầu tiên là huyết hải nữ vương bỗng xuất hiện giữa không trung sau đó là tu la thần vương tôn luyện liễu liên bát đại thánh hoàng mấy người thần vương liên tiếp tiến vào bên trong hai mươi vị thần vương lăng không mà đứng tần vũ người chưa chết thấy tần vũ cười nhạt đứng ở giữa không trung huyết hải nữ vương không khỏi chấn kinh mấy người tu la thần vương không phạm chu hiền cùng bát đại thánh hoàng cũng khiếp sợ nhìn về tần vũ không xa trong không trung trong suy nghĩ của bọn họ đáng nhẽ tần vũ phải chết rồi mới đúng dù cho chưa chết cũng phải trọng thương gần chết nhưng hiện giờ xem ra hình như tần vũ không hề có chút thương thế nào ha ha tần vũ cười nhìn hai mươi vị thần vương hoan nghênh chư vị thần vương tới thế giới của tần vũ ta thế giới của ngươi hai mươi vị thần vương bọn la phàm tiết vân khương phạm chu hiển đều thấy nghi hoặc dù cho không gian mà thần vương sáng tạo ra thì cũng có thể tính là một không gian chứ còn xa lắm mới bằng thế giới tần vũ nói như vậy là có ý gì mấy người khương phạm không khỏi nhíu mày đoan mộc như phong là người đầu tiên nhẹ quát lên tần vũ đừng nói lời thừa nữa người đã chúng phải công kích của lôi phạt thiên tôn tiền bối không chết cũng trọng thương đừng ở trước mặt chúng ta mà ngụy trang mau mau giao vạn dân ấn ra chu hiển quát lên một tiếng lạnh lẽo nói lời thừa với chúng để làm gì trực tiếp bắt lấy là được chỉ thấy chu hiển là người đầu tiên bay lên khương phạm thân đồ diêm mộc khâm thang lam bát đại thánh hoàng cũng nhau xông lên theo bọn khốn lan về chỉ thấy hầu phí trượt quát một tiếng rồi hắn cầm huyền thanh nhất khí côn tựa như đánh vào bao cát độc ác đánh lên mình chu hiền chu hiền chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên bị trói buộc không thể cử động chỉ có thể nhìn huyền thanh nhất khí côn nệ lên người mình thuấn di chu hiền muốn thuấn di nhưng hắn hốt nhiên phát hiện mình căn bản không cảm ứng được lực không gian dao động nên không cách gì thuấn di bông huyền thanh nhất khí côn đánh lên mình chu hiền bảy vị thánh hoàng phía sau cũng gặp phải điều y như chu hiền không thể thuấn di cũng bị trói buộc không thể di động chỉ có thể nhìn bản thân bị đánh chỉ thấy huyền thanh nhất khí côn đó liên tục đánh lên trên mình bảy người tám vị thánh hoàng chu hiền khương phạm giống như bao cát không có chút phản kháng nào bị hầu phí đánh bay đi tu la thần vương huyết hải nữ vương cùng với những thần vương khác đầu ngây ngốc đây làm sao có thể bát đại thánh hoàng từ phía xa bay lại từng người một không để ý tới máu tươi ở khóe miệng trên mặt đầy vẻ khó mà tin được Chúng ta làm sao mà không thể thuấn di, làm sao không cảm ứng được không gian dao động, rồi cả thời gian trôi vậy. Bát đại thánh hoàng kinh hoàng thất thố. Hầu phí giận dữ quát lớn. Tất cả câm miệng lại cho ta, nếu không sẽ ăn vài bổng nữa của bàn hầu ra. Tức thì bát đại thánh hoàng yên tĩnh lại, bọn họ đều nghĩ tới chuyện vừa rồi mình đã bị hầu phí đánh bay đi như đánh bao cát. Giữa không trung của tử huyền tinh, mây mù phiêu đãng mấy người tần vũ, khương lan, khương lập, tả thu lâm, dịch phong, hóc vũ đều đứng ở phía xa đạm nhiên cười với nhau vọng nhìn hai mươi vị thần vương tiến vào tân vũ trụ hầu phí vác trên vai huyền thanh nhất khí côn nhìn hai mươi vị thần vương đắc ý hét lên nhìn cái gì mà nhìn đến hiện giờ các ngươi còn không biết tình cảnh của mình ư lúc này hầu phí ở mi tâm đầy vẻ diễu cợt đắc ý phóng mắt nhìn thần giới trải qua bao nhiêu năm như vậy đã có ai có thể chỉ thẳng vào mũi của nhóm siêu cấp cao thủ bát đại thánh hoàng tu la thần vương huyết hải nữ vương mà chửi sao hơn nữa các cao thủ đó còn không thể phản kháng chu hiển là người đầu tiên kêu lên đây rút cục nơi đây là nơi nào trong mắt chu hiển có vô tận nghi hoặc phẫn nộ không cam thấp giọng giận dữ nói làm sao lại tồn tại một nơi như vậy vì sao ở nơi này không gian pháp tắc thời gian pháp tắc đều vô dụng một vũ trụ khổng lồ vô số không gian nhưng bất cứ một không gian nào đáng nhẽ không phải thế này nên là thế khác à hoàng phủ ngượng nhíu mày thật sâu sắc mặt cay đắng. Một khi không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc không cách gì sử dụng được, thì những thánh hoàng này còn không phải là những đồ chơi để mặc người ta giày xéo ư. Sắc mặt đám người khương phạm, thân đồ diêm, đoan mộc như phong đều rất là khó coi. Dù là tu la thần vương la phàm vẫn luôn tự tin bình đạm, hiện giờ trong mắt cũng có nét ưu tư khó mà tin được không thể che giấu. 20 vị thần vương đầy sợ hãi, lo lắng, khó tin ở trong lòng khi mà không gian pháp tắc cùng với một phần thời gian pháp tắc mà bọn họ trông cậy nhất không ngờ ở một nơi bí ẩn kỳ diệu đã hoàn toàn mất công hiệu làm sao mà bọn họ không kinh hoàng cho được lúc này tâm trạng của 20 vị thần vương đang hỗn loạn nhất khương phạm bỗng trực tiếp nói với khương lập lập nhi đây rút cục là chuyện gì khương lập hơi ngẩn ngươi rồi đang muốn trả lời nhưng hầu phí lập nổi giận chỉ khương phạm mắng lão gia hỏa sao ngươi lại nói với lập nhi tỷ tỷ của ta tần vũ cười nhạt nói phí phí qua đây để những thần vương này bình tĩnh giây lát hiện giờ e rằng từng người bọn họ đều đang hỗn loạn hầu phí gật đầu sau đó hắn chỉ hai mươi vị thần vương hừ đám người các ngươi không lẽ đến hiện giờ còn chưa minh bạch tình cảnh của bản thân ư suy nghĩ cho kỹ đi từng người hãy nghĩ cho thông nên dùng thái độ gì nói chuyện với chúng ta sau đó hầu phí liền bay về bên cạnh tần vũ nhìn những đám mây phiêu đãng xung quanh không khí cũng trong sạch dễ chịu chỉ là hai mươi vị thần vương phát hiện Mấy người bọn họ đã bị khốn trong một cái vòng tròn nhỏ có phương viên trăm mét Bọn họ căn bản không cách gì bay ra khỏi phạm vi đó Khi đến nơi giới hạn Liền cảm thấy một vách từng ngăn cản trong suốt Khương Phạm thở dài nói Không gian giam lao Không gian giam lao rất phổ thông Hai mươi vị thần vương đoán thế nào cũng không ra Không gian giam lao này Chỉ là một chiêu trong quá khứ các thần vương thường xuyên sử dụng để trà đạp các thiên thần Chỉ cần chưa có lĩnh ngộ hoàn toàn không gian pháp tắc Thì không thể nào thoát ra khỏi Nhưng hiện tại 20 vị thần vương đang bị không gian giam lao vây khốn. Nếu trước đây, có người nói với 20 vị thần vương rằng bọn họ có thể bị không gian giam lao vây khốn, thì bọn họ nhất định sẽ không tin, nhưng hiện giờ sự thật đã phát sinh. Lúc này Chu Hiển không biết nên khóc hay nên cười. Không gian giam lao. Đây, đây thật là. Bọn họ có thể thi triển không gian giam lao, nói lên một điểm. Tu La Thần Vương rất tỉnh táo. Ở nơi này, có thể thi triển không gian pháp tắc, nhưng vì sao chúng ta không cách gì sử dụng được? những thần vương xung quanh đều gật đầu đối phương có thể sử dụng không gian pháp tắc vì sao bọn họ không thể sử dụng được phổ thai hồng nhíu mày nói không lẽ tần vũ đó có một loại thần thông đặc biệt làm cho chúng ta không cách gì sử dụng được không gian pháp tắc thời gian pháp tắc điều này ít có khả năng những thần vương này đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt hiện giờ bọn họ vẫn nghĩ đối phương có thể thi triển không gian pháp tắc còn bọn họ không làm vậy được là vì tần vũ đã sử dụng một thần thông đặc biệt nào đó ha ha đại ca huynh nói nên giải quyết đám thần vương này thế nào cái này đơn giản à trực tiếp giết chết không phải là rất đơn giản ư ừ. thanh âm cười to của hầu phí từ phía xa vang lên tức thì thanh âm thảo luận của hai mươi vị thần vương liền ngưng lại bọn chúng bọn chúng đang thảo luận xử quyết chúng ta thế nào ư ừ. lúc này thần vương khương hình đã lo lắng các thần vương đều trầm mặc không gian giam lao này hoàn toàn cách tuyệt với ngoại giới thanh âm tuyệt đối truyền không qua tu la thần vương la phàm đạm nhiên nói tiểu tử hầu phí đó là cố ý dùng thanh âm để cho chúng ta nghe thấy trên thực tế tu la thần vương la phàm có quan hệ sư đồ với hầu phí lúc trước hầu phí mới vào thần giới không lâu liền bị tôn luyện mang đi về sau tu la thần vương dạy hầu phí kỳ thật tu la thần vương la phàm tịnh không lo tần vũ đối với hắn thế nào chu hiển giận nói hầu phí đó không ngờ cố ý dọa chúng ta thanh âm khương phạm có phần trầm thấp không hắn không phải là dọa chúng ta e rằng hiện giờ nhóm người tần vũ thật đang thương lượng xử quyết chúng ta thế nào ở nơi này chúng ta căn bản không có lực phản kháng gì các thần vương nhất thời trầm mặc bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía xa nơi đó mấy người tần vũ khương lan tả thu lâm đang đàm luận chuyện gì đó với nhau những thần vương này muốn nghe nhưng không thể nghe được phổ thai hồng đó thì giết được rồi đại ca đoan mộc như phong thì thế nào lại một thanh âm của hầu phí vang lên trong không gian giam lao hai mươi vị thần vương nghe vậy đều cảm thấy tim nhói lên một trận dữ dội còn phổ thai hồng sắc mặt đại biến phổ thai huynh đệ đừng lo hầu phí đó đang cố ý trêu đùa chúng ta hoàng phủ ngự lập tức an ủi phổ thai hồng phổ thai hồng cười khổ nói hoàng phủ huynh ta sao không biết hầu phí đang trêu đùa chúng ta chỉ là cũng có khả năng lời của hầu phí chính là nội dung đang thương lượng của bọn họ ai tiếng thở dài của phổ thai hồng làm cho chúng thần vương liền trầm mặc hẳn tiếng thở dài đó ẩn hàm vô tận sự vô lực không cam nhưng thế thì sao đây ngoài sự bối rối lúc ban đầu vừa phát hiện ra không thể dùng không gian pháp tắc thời gian pháp tắc hiện giờ hai mươi vị thần vương đều minh bạch tình cảnh của mình bọn họ chính là cá thịt còn bọn tần vũ lại là dao thớt muốn giết muốn thịt hoàn toàn là do mấy người tần vũ quyết định các thần vương không kìm được nhìn về phía nhóm người tần vũ thậm chí có thần vương còn vọng tưởng từ cử động môi của mấy người tần vũ đoán ra được họ đang nói gì trung quy bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com giờ ecab phim viết liền không giấu nhé hiện giờ mấy người tần vũ có thể quyết định sinh tử của bọn họ cảm giác mà tiểu mệnh bị người điều khiển thật là rất đau khổ nhưng có đau khổ hơn bọn họ cũng không thể cải biến được sự thật đáy lòng của bọn có một nghi hoặc mà không cách gì giải đáp được nơi này rút cục là nơi nào vì sao có nơi như vậy nơi này trong suy nghĩ của những thần vương đáng nhẽ là không có tồn tại nhưng nơi này đã tồn tại tồn tại có đạo lý của nó làm cho những thần vương đành chịu cho tần vũ tùy ý chém giết tần vũ đó sáng tạo bao nhiêu kỳ tích tu la thần vương la phàm vọng nhìn về tần vũ đang cười nói phía xa thầm nói trong lòng thì triển không gian đông kết rồi có thể dưới không gian đông kết vẫn thuấn di được lại có thể trực tiếp thuấn di tiến vào thiên tôn sơn đủ các thể loại sự tình tần vũ đã sáng tạo ra các kỳ tích hiện giờ tần vũ đã đưa bọn họ đến một nơi như vậy Lúc này, kẻ sáng tạo kỳ tích Tần Vũ, càng nắm trong tay sinh tử của bọn họ, trong mây trắng, mấy người Tần Vũ đang thương lượng giải quyết thế nào những thần vương kia. Đại ca, Lan Thúc, các người không cần phải phiền toái vậy, các người không nhẫn tâm giết, ta sẽ đi giết, Tu La Thần Vương là sư tôn ta, tự nhiên không thể giết, Tôn Luyện là tiền bối của viên tộc ta, cũng không thể giết, Khương Phạm đó, tuy là người quá tồi, nhưng cũng có duyên cha con với Lập Nhi tỷ tỷ, nên tha cái mạng nhỏ của y. Những người khác thì giết toàn bộ. Hầu Phí đứng một bên, trong mắt hung quang lóe lên. Hầu Phí lúc này đang nghĩ mình một hơi giết hết nhiều thần vương như vậy, sự vinh diệu đó liền khiến hắn kích động lên. Khương Lan mắng: "Phí Phí, đừng ở một bên ồn ào." Khương Lan cũng có chút nổi giận, Hầu Phí này cứ luôn ở bên cạnh cổ vũ Tần Vũ giết giết, theo lời của Hầu Phí, hình như giết sạch gần như tuyệt đại đa số thần vương thì mới tốt. "Vâng, Lan thúc." Hầu Phí bĩu môi liền đứng sang một bên không lên tiếng nữa. Khương Lan, người cũng đừng có tâm của đàn bà, ta thấy hầu phí nói có lý đó. Hừ, những thần vương này lần lượt đuổi giết vào đây, đã từng có tâm nhân tử với chúng ta chưa? Bọn họ có thể đối với chúng ta như vậy, chúng ta giết họ thì thế nào? Thanh âm của tả thu lâm vang lên, đồng thời ánh mắt u lãnh nhìn về Khương Lan. Lời này của tả thu lâm vừa nói ra, Khương Lan không lên tiếng nữa. Nếu thật nói thần giới có một người làm Khương Lan có phần quý kỵ thì có lẽ chỉ có một vị thân tỷ tỷ Tả Thu Lâm của Tả Thu Mi này. Tần Vũ, nếu ngươi không muốn giết, ta động thủ thay ngươi là được, Khương lập ngươi đừng nghĩ quá nhiều, lúc trước Khương Phạm đối với ngươi không niệm tình cha con, ta cũng vì ngươi mà giải quyết hắn." Sát khí ẩn hiện trên thân Tả Thu Lâm. "Thân là Tử vong thần vương, Tả Thu Lâm giết ngươi không có cố kỵ gì cả." Tần Vũ cười nhạt. "Được rồi, Tả Thu Lâm tiền bối, ta cũng không cần khuyên bảo." trong lòng ta đã có biện pháp riêng xử trí họ. Nói rồi, Tần Vũ phẩy tay một cái. Hô! Không gian giam lao trực tiếp tiêu tán, 20 vị thần vương đều cảm thấy sự lưu động của không khí, tức thì họ không tự chủ được thấy lo ở trong lòng, ánh mắt càng tập trung trên nhóm người Tần Vũ. Bọn họ biết, e rằng mấy người Tần Vũ đã có quyết định xử trí bọn họ. Hầu phí lập tức dò hỏi. Đại ca, Huynh đã có quyết định, muốn giết bao nhiêu? Những thần vương này nghe thấy hầu phí nói như vậy, tức thì sắc mặt thoáng chốc đã trắng lại sau đó nhìn chằm chằm tần vũ bọn họ rất muốn biết quyết định của hắn tần vũ không có nói bay về hướng hai mươi vị thần vương mấy người hầu phí hắc vũ khương lan tả thu lâm dịch phong khương lập cũng bay theo cho đến trước những thần vương kia mười mét mới dừng lại chu hiển lập tức hét lên tần vũ bát đại thánh hoàng chúng ta chính là được trời đất ban cho bất quá lúc này chu hiển cũng có một sự sợ hãi trời đất ban cho ừ tần vũ bật cười chu hiển còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không chu hiển nhẹ sững sờ ta nhớ khi lần đầu chúng ta gặp mặt người phẩy tay thì đã có thể hủy diệt một tòa thành trì ta vẫn nhớ rõ ràng lúc đó tiểu nam hải ăn kẹo đường hồ lô trước khi chết nhìn ta ánh mắt hy vọng đó cả cuộc đời ta sẽ không quên được khi ta trách hỏi ngươi giết nhiều người như vậy không sợ trời phạt ư ngươi lại trả lời ta ai hiểu rõ trời hơn ta tần vũ thở dài một tiếng làm sao giết một vài phàm nhân thì sao không lẽ không được ánh mắt của chu hiền lạnh lùng xem bộ dạng như là công lý thuộc về hắn vậy người nghĩ là người hiểu trời nhưng tại thế giới của ta ta chính là trời ánh mắt tần vũ nhìn chu hiền lạnh lùng đến cực điểm hiện giờ ta tuyên bố người sẽ phải chịu trời trách trời phạt chu hiền bật cười lạnh nhìn tần vũ người đúng là có năng lực giết ta nhưng trời trách trời phạt lại là người có thể quyết định ư huống chi chu gia ta chính là trưởng quản lực lôi điện trưởng quản năng lực trời phạt âm um, một đạo lôi điện đen nhánh như mực từ giữa không trung đánh xuống hiểm ác đánh lên người chu hiển toàn thân chu hiển đột nhiên co giật nhưng hắn vẫn không thể tin được ngẩng đầu nhìn trời không không thể nào lôi điện không thể nào không chịu sự khống chế của ta chết đi sắc mặt tần vũ lãnh đạm chỉ thấy màu vàng màu xanh biếc lôi điện đủ các màu không ngời hỗn hợp lại từ trên không trung mãnh liệt đánh lên người chu hiền trực tiếp đánh cho chu hiền hóa thành bụi chỉ có một viên lôi nguyên linh châu bay lơ lửng đã xử trí chu hiền nên xử trí các ngươi thôi tần vũ cười nhạt nhìn 19 vị thần vương ở đó mắt thấy chu hiền bị lôi điện đánh chết chúng thần vương thoáng chốc đã thấy căng thẳng trong lòng tần vũ thấy biểu tình của các thần vương cười nhạt nói có người kiến nghị giết hết toàn bộ các ngươi bất quá ta không có ác tâm như vậy trong 19 người các ngươi đích xác có bốn năm kẻ có thể không phải chịu sự trừng phạt nào mà rời khỏi đây phí như la phàm huynh hay vị nhạc phụ khương phạm của ta ánh mắt tần vũ nhìn về khương phạm khương phạm nghe thấy lời đó ngược lại ngẩn người ra vừa rồi trong khi tần vũ giết chu hiền không chút do dự khương phạm đều đã nhìn thấy tận mắt trong lòng khương phạm đã nghĩ tần vũ cho dù không giết hắn phòng chừng cũng muốn làm nhục hắn một phen nhưng không ngờ nghe ý tứ trong lời nói của tần vũ hình như muốn trực tiếp phóng thích mình bình yên rời khỏi cái nơi quỷ quái này tần vũ ngươi khương phạm nhìn tần vũ nhưng thật ra không biết nên nói gì cho ổn ánh mắt tần vũ đảo qua các vị thần vương ở xung quanh hắn có thể cảm nhận được đáy lòng các thần vương ở đây đều quá sợ hãi rồi liền trực tiếp tuyên bố những người sau tu la thần vương la phàm khương phạm hoàng phủ ngự cùng với huyết yêu nữ vương vũ sát bốn người này có thể an nhiên mà rời đi mười chín vị thần vương ở đây vẻ mặt đều thể hiện rất nhiều vẻ khác nhau tỉ như hoàng phủ ngự này thì vừa vui mừng lại vừa phẫn nộ vui mừng là bởi vì tính mạng của bản thân đã được bảo vệ còn phẫn nộ chính là tần vũ không buông tha cho huynh đệ của hắn hoàng phủ lôi bốn người được tần vũ cho bình yên rời đi đều là có những bối cảnh riêng la phàm là sư tôn của hầu phí khương phạm dù sao cũng là phụ thân của khương lập đại ca của khương lan hoàng phủ ngự lúc trước đối với tần vũ cũng có chút ân tình về phần huyết yêu nữ vương vũ sát tần vũ đã xem qua thủy mạc thấy được cuộc thảo luận của chúng thần vương trong thiên tôn sơn rõ ràng từng lời từng câu một cũng nhớ kỹ một câu nói của huyết yêu nữ vương tử tín nói thật nhé ta không quá tin tưởng rằng tần vũ tiểu huynh đệ sẽ chết đi theo ta đi xem huyết yêu nữ vương vũ sát sở dĩ tìm tới đây căn bản không phải vì muốn giết tần vũ mà vì nàng không tin tần vũ đã chết như vậy nên bản thân muốn đến xem tần vũ vung ống tay lên nhất thời cách đó không xa liền xuất hiện một cái hắc sắc thông đạo mười chín vị thần vương đều hướng về thông đạo này mà nhìn lại bọn họ đều hiểu được sợ rằng thông đạo này chính là thông đạo để trở về thông đạo này đi thông ra thần giới là phạm huynh mấy người các ngươi kia có thể rời đi tần vũ trực tiếp nói tần vũ huynh đệ ta tôn luyện còn có muội muội liễu liên nữa tu la thần vương la phạm chưa đi mà nhìn chăm chăm tần vũ hắn không thể bỏ tôn luyện liễu liên lại được khương phạm cũng không rời đi mà nhìn tần vũ nói tần vũ còn khương hình của phiêu tuyết thành thì sao hắn cùng lập nhi cũng có quan hệ huynh muội mặc dù không phải là thân huynh muội khương phạm trong lúc này cũng chỉ cố gợi ra sự quan hệ giữa khương hình và khương lập tần vũ đại ca hoàng phủ lôi của ta nữa ngươi sẽ không giết chứ hoàng phủ ngự nhìn tần vũ tần vũ đã thấy những tình huống này trong lòng càng hiểu được nhóm thần vương này không ít người có liên quan đến nhau muốn chỉ phóng thích mấy người sợ là không được hừ được rồi la phàm huynh hoàng phủ huynh ta liền nói cho các ngươi ta sẽ xử trí cho các thần vương kia như thế nào ngữ khí của tần vũ ngữ đột nhiên lạnh đi trong đáy lòng 19 vị thần vương nhất thời đều căng thẳng ánh mắt tần vũ đảo qua 19 vị thần vương lạnh lùng nói ngoại trừ la phàm khương phạm huyết yêu nữ vương vũ sát hoàng phủ ngự 15 vị thần vương còn lại chỉ có hai con đường để lựa chọn một con đường là chết một con đường là trở thành người hầu cho tử huyền phủ ta sắc mặt tần vũ không có chút thay đổi nói 19 vị thần vương ở đây đều ngẩn ra ngay cả hầu phí Khương Lan, Khương Lập cùng một đám người ở bên cạnh đều kinh ngạc, vừa rồi bọn họ một mực thương lượng giết ai, tha ai, thực không nghĩ tới tần vũ lại để cho những người đó trở thành người hầu. Thánh Hoàng trở thành người hầu, đúng rồi, đúng rồi, hầu phí ở bên cạnh mắt sáng rực lên. Tử lộ, người hầu, thân đồ diêm nhớ mày, nhìn về phía tần vũ, tần vũ, nếu chúng ta lựa chọn thành người hầu của tử huyền phủ của ngươi, chúng ta phải làm bao lâu, chẳng lẽ là vĩnh viễn? Cũng không tính là vĩnh viễn, chỉ là đợi cho lần thiên tôn sơn tiếp theo hạ xuống các ngươi liền được khôi phục tự do tần vũ cười nhạt nói đương nhiên từ nay về sau thiên tôn sơn có hạ xuống nữa hay không cũng không nhất định nói đơn giản khoảng sáu ngàn vạn ức năm trong mười lăm người các ngươi đại bộ phận đều trở thành người hầu của tử huyền phủ trong sáu ngàn vạn ức năm sau sáu ngàn vạn ức năm các ngươi liền được khôi phục tự do đại bộ phận người huyết yêu nữ vương vũ sát nhìn tần vũ tần vũ trong mười lăm người này chẳng lẽ còn có gì khác nhau Tần Vũ mỉm cười mà gật đầu, đúng, trong 15 người này, Hoàng Phủ Lôi, Đoan Mộc Như Phong, Thân Đồ Diêm, Khương Hình, Tử Tín, Huyết Hải Nữ Phương, sáu người này chỉ cần trở thành người hầu của từ Huyền Phủ ta trong một đức năm, hết một đức năm, liền có thể được khôi phục tự do. Hoàng Phủ Lôi, Thân Đồ Diêm và không ít người nhẹ nhõm một hơi, đối với thần vương cao thủ mà nói, một ức năm cũng không không tính là dài, dù sao Hoàng Phủ Lôi, Thân Đồ Diêm đã sống rất lâu, khoảng chừng một đức hai ngàn vạn đức năm chỉ là làm người hầu một ước năm, cũng không phải không thể chấp nhận được. Đi, chư vị mời theo ta tiến vào tử huyền phủ, tới tử huyền phủ rồi từ từ nói chuyện, như thế nào, tần vũ cười nhạt nói, trong tử huyền phủ còn có khung cảnh rất đẹp, chúng thần vương theo bọn người tần vũ chậm rãi vào trong tử huyền phủ, tần vũ đưa nhóm thần vương này trực tiếp đi tới giữa một viện tử trong tử huyền phủ, nơi đây là lưu thủy viên, trong lưu thủy viên cũng có hơn 10 lầu các, từ nay về sau các thần vương sẽ sống ở nơi này. Không ít thần vương đột nhiên hiểu ra trở thành người hầu của từ huyền phủ cũng không phải là chuyện khó có thể nhận người hầu tần vũ người muốn chúng ta làm cái gì phổ thai hồng đột nhiên nói phổ thai hồng ta dù sao cũng là đông nam thánh hoàng mặc kệ như thế nào người cũng đừng mơ tưởng vũ nhục được ta nhất thời thăng lam mộc khâm không ít thần vương đều nhìn về phía tần vũ đối với cao thủ thần vương bậc này mà nói có khi tình nguyện chết chứ không muốn bị người khác vũ nhục tần vũ nhìn các thần vương này cười nhạt nói yên tâm ta sẽ không hèn mọn như vậy một khi các ngươi lựa chọn thành người hầu của tử huyền phủ các ngươi bình thường chỉ cần an cư tại tử huyền phủ tùy ý mà chỉ đạo một ít hậu bối đệ tử của tử huyền phủ tu luyện hoặc là đánh những kẻ khiêu khích sự tôn nghiêm của tử huyền phủ cho chúng phải tháo chạy ngoài các việc này ra các ngươi không cần phải làm thêm chuyện gì cả hơn nữa đối với những người khác trong tử huyền phủ ta chỉ nói các ngươi là một số nhân vật được ta mời tới như thế nào thăng lam mục không cùng các thần vương nhìn nhau trong mắt cùng có sự vui mừng lên nếu tần vũ thực sự làm như vậy thì thể diện của bọn họ có thể được giữ lại những người ở đây biết bọn họ là người hầu của từ huyền phủ nhưng người ngoài thì không biết đu bọn người thăng lam cũng khẳng định được những người ở đây cũng sẽ không mang việc cực kỳ xấu hổ này nói ra ngoài đương nhiên trong số các ngươi có những người là thánh hoàng có đôi khi cũng phải hiện thân các ngươi khi trở thành người hầu của từ huyền phủ ta cũng không phải hoàn toàn bị trói buộc sự tự do như vậy đi mỗi một ngàn năm các ngươi có một năm được rời khỏi tử huyền phủ ra bên ngoài thời gian còn lại phải ở trong tử huyền phủ tân vũ nói trong lòng thang lam mục khâm và những người còn lại thấy nhẹ nhàng trong một số tình huống thánh hoàng cũng cần phải hiện thân tân vũ dĩ nhiên đã nói cứ một ngàn năm cho bọn họ một năm tự do thời gian đối bọn họ mà nói như vậy là đủ rồi được ta đáp ứng đoàn mộc như phong là người thứ nhất đáp ứng trong mười lăm người có sáu người chỉ là người hầu trong vòng một ước năm thôi đoan mộc như phong là một trong số sáu người đó nàng biết mình với tần vũ đã không có một chút lưu tình tần vũ vẫn còn làm như vậy sợ rằng mười thì có tám chín phần là dựa vào sự quan hệ với đoan mộc ngọc mà nhân nhượng đoan mộc như phong tự nhiên phải biết tiến lùi ta cũng đáp ứng mộc không cũng đáp đám thần vương liên tiếp đáp ứng làm cho trong lòng tu la thần vương khương phạm hoàng phủ ngự đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn tần vũ chỉ là làm cho những người đó tại tử huyền phủ thành người hầu nhưng lại không công khai điều này làm cho trong lòng bọn họ đã rất hài lòng. Huyết hải nữ vương, chỉ còn lại có một mình ngươi thôi, tu la thần vương nhìn về phía huyết hải nữ vương nói. Đích xác, thời khắc này chỉ có huyết hải nữ vương là kẻ không biểu hiện thái độ gì. Huyết hải nữ vương, bất quá thì cũng chỉ có một ước năm mà thôi, người ngay cả điều này đều không thể đáp ứng hả, ma điền ở một bên nói. Huyết hải nữ vương tiết vân lại nhìn tần vũ, trầm giọng nói, tần vũ, không biết có thể cùng ngươi nói chuyện riêng được không? Hả, nói chuyện riêng, được, tần vũ trầm ngâm một chút cuối cùng gật đầu đáp ứng tần vũ huyết hải nữ vương hai người tiến vào giữa một tiểu viện u tĩnh ở tử huyền phủ trong phương viên gần ngàn dặm của tử huyền phủ đích xác là một nơi rất u tĩnh trống trải huyết hải nữ vương nói đi tần vũ nhìn về phía huyết hải nữ vương ta không nghĩ trở thành người hầu trong tử huyền phủ của ngươi huyết hải nữ vương tiết vân nhìn tần vũ kiên định mà nói tần vũ nao nao huyết hải nữ vương ngươi với ta khả sĩ đã không có hạ thủ lưu tình ta bây giờ chỉ là cho ngươi trở thành người hầu của tử huyền phủ ta trong một ước năm chẳng lẽ điều này cũng không được xanh lộ không chọn ngươi chọn tử lộ thanh âm tần vũ lạnh đi hình như chính mình quá nhân từ rồi huyết hải nữ vương tiết vân lúc này lắc đầu nói không không phải là ý này chỉ cần ngươi không cho ta trở thành người hầu của tử huyền phủ ta liền nói cho ngươi nguyên nhân tại sao lúc trước ta vào thời điểm tối hậu chu mắt lại buông tha mà không đoàn lấy nhất lưu hồng mông linh bảo của ngươi tần vũ nghe thế đái lòng không khỏi có một tia hứng thú huyết hải nữ vương lúc trước dùng sinh mệnh của tử hà hồng vân để uy hiếp mình muốn đoạt lấy nhất lưu hồng mông linh bảo rốt cục khi chính mình cũng chịu đáp ứng thì huyết hải nữ vương này lại đột nhiên buông tha cho vì cái gì đây được ta đáp ứng ngươi một ước năm làm người hầu thiếu nàng cũng chẳng sao tần vũ trực tiếp đáp ứng trên mặt huyết hải nữ vương tiết vân không khỏi lộ ra một tia vui mừng nàng chỉ là đinh thử một chút không nghĩ tới sẽ thành công huyết hải nữ vương ngươi cũng nói mau đi tần vũ nhớ mày huyết hải nữ vương tiết vân hít sâu một hơi rồi mới nói bởi vì vào thời điểm tối hậu trước mắt có một người trực tiếp dùng thần thức truyền âm với ta làm cho ta không được uy hiếp ngươi không được uy hiếp bọn hầu phí có người dùng thần thức truyền âm với ngươi ngươi còn nghe lời hắn như thế chẳng lẽ hắn là thiên tôn tần vũ một chút liền suy đoán ra là phiêu vũ thiên tôn bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Trong lòng Tần Vũ một chút đã nghĩ tới phiêu vũ thiên tôn. Vì trong lòng Tần Vũ, hắn đã có chút suy đoán, phiêu vũ thiên tôn 10 phần thì có đến 8-9 phần là kẻ thanh niên bạch phát ngân đồng trẻ tuổi kia. Nếu là hắn, thì hết thảy mọi việc liền có thể giải thích đu. Đúng, là thiên tôn, bất quá, không phải là phiêu vũ thiên tôn, mà là kẻ năm đó với ta có chút giao tình là tiêu diêu thiên tôn huyết hải nữ vương lúc này phi thường rõ ràng trực tiếp nói ra tiêu diêu thiên tôn tần vũ nghe xong hơi có chút kinh ngạc không phải là phiêu vũ thiên tôn mà mình vừa đoán mà lại là tiêu diêu thiên tôn tiêu diêu thiên tôn đối tần vũ cũng xem như tương đối chiếu cố lúc trước trong khi tại sơn hải cung tiêu diêu thiên tôn này đã trực tiếp hiện thân cho tần vũ một món đồ linh bảo tiêu diêu thiên tôn này vì cái gì mà trợ giúp ta trợ giúp cho phí phí đây đáy lòng tần vũ liền nghi hoặc Huyết Hải Nữ Vương, ngươi biết về Tiêu Diêu Thiên Tôn được bao nhiêu? Tần Vũ nhìn về phía Huyết Hải Nữ Vương, liệu có biết hắn trợ giúp ta, trợ giúp Hầu Phí vì nguyên nhân gì không? Huyết Hải Nữ Vương trầm ngâm nói, Tiêu Diêu Thiên Tôn, trước khi trở thành Thiên Tôn, đã cùng ta có một phần giao tình, bất quá từ sau khi hắn trở thành Thiên Tôn, ta cơ hồ không có cùng hắn gặp mặt lại nữa, cho nên, hắn vì cái gì mà trợ giúp ngươi, trợ giúp cho Hầu Phí, ta cũng không hiểu. Tần Vũ hơi gật đầu. Tiêu Diêu Thiên Tôn trong lòng tần vũ không khỏi nổi lên một nghi hoặc thần giới từ từ huyền phủ trở về lại thần giới cả thần giới hình như vẫn giống như trước vì cả thần giới cũng không có bao nhiêu kẻ biết được các thần vương thuộc về tầng lớp trí cao trên thần giới thế nhưng đã có nhiều người phải trở thành người hầu của từ huyền phủ trong từ huyền phủ đại ca người đành ở đây qua một ức năm vậy một ức năm mà thôi sẽ qua rất nhanh hoàng phủ ngựa an ủi hoàng phủ lôi nói tôn luyện liễu liên các người ở lại đây mà tu luyện cho tốt tu la hải có ta thần giới cũng không ai động vào được đâu tu la thần vương la phàm cũng an ủi nói đám thần vương đều an ủi cáo biệt lẫn nhau rồi sau đó bọn khương phạm huyết hải nữ vương theo thứ tự mà bay khỏi tử huyền phủ các thần vương còn lại đều ở lại tử huyền phủ bắt đầu kiếp sống người hầu của tử huyền phủ la phàm huynh hãy chờ một chút đang lúc tu la thần vương rời đi tần vũ lên tiếng ngăn lại tần vũ người có chuyện gì la phàm nhìn về phía tần vũ đối với tần vũ la phàm cũng không có bao nhiêu án hận dù sao bọn họ đối với tần vũ thực bất lưu tình hôm nay tần vũ có thể làm được đến mức này còn giữ lại thể diện cho các vị thần vương đã rất tốt rồi la phàm huynh ta biết người lúc trước nhận dạy hầu phí là do một người nhắc nhở không biết người đó là ai có thể nói cho ta biết không tần vũ hỏi dồn tu la thần vương ngẩn ra ngươi nói người đó trầm ngâm một lát tu la thần vương gật đầu đáp được rồi ta nói cho ngươi lúc trước người nhắc nhở ta dạy dỗ tốt hầu phí chính là chỗ dựa lớn nhất của phi thăng giả một phương ta lúc này tiêu diêu thiên tôn một trong tam đại thiên tôn tiêu diêu thiên tôn quả nhiên là hắn còn mắt tần vũ sáng ngời sau khi cá biệt tu la thần vương tần vũ trong lòng đã có những suy tư riêng hắn trở về từ huyền phủ lúc này tần vũ đã đoán được tiêu diêu thiên tôn và hầu phí phải có chút quan hệ mặc kệ cuối cùng tiêu diêu thiên tôn và hầu phí có quan hệ qua lại như thế nào ta ở đây có nghĩ loạn lên cũng vô dụng chỉ có để hai người bọn họ gặp mặt nhau mới hy vọng có thể minh bạch được tần vũ hơi hơi cao mày lại tiêu diêu thiên tôn này không phải là thần vương hắn đang ở nơi nào ta muốn tìm cũng khó à tần vũ tâm ý vừa động tần vũ trụ không gian lực như một biển rộng bao trùm cả thần giới hết thảy mọi thứ của thần giới đều nằm trong sự quan sát của tần vũ tam đại thiên tôn một người cũng tìm không được trong lòng tần vũ có chút bất đắc dĩ đột nhiên tần vũ nở nụ cười mặc dù không phát hiện được tam đại thiên tôn nhưng tần vũ lại phát hiện được một đám thần phương đang làm người hầu trong từ huyền phủ kia người nào cũng triển khai thần thức mà liên lạc với một số các cao thủ của gia tộc ở bên ngoài bát đại thánh hoàng thần giới chỉ có vị luôn vọng tường trở thành thiên tôn nhạc phụ kia cùng với hoàng phủ ngự là được trở về chu hiền thì đã chết còn lại năm vị thánh hoàng thân đồ diêm và đoan mộc như phong thì phải ở lại đây đến hết một ức năm ba vị còn lại phải hết sáu ngàn vạn ức năm tần vũ nghĩ vậy mà không khỏi mỉm cười lúc trước một đám thần vương tiến nhập vào trong tân vũ trụ tần vũ vì việc xử lý các thần vương mà phải suy nghĩ rất nhiều bất quá sau đó lại nghĩ nếu đem các thần vương đó ra thảm sát dù sao cũng chỉ là giải pháp nhất thời còn nếu tha cho họ cho họ làm người hầu thì ngược lại bản thân mình càng thấy thoải mái hơn lúc này địa vị tối cao là bát đại thánh hoàng thì đã có tới năm kẻ trở thành người hầu cho mình vinh hạnh này ai đã từng có được chứ chu hiển đã chết lúc này lôi phạt thành không còn một vị thần vương nào mà thượng bộ thiên thần của chu gia thì thật ra chẳng có mấy người tốt cả lôi nguyên linh châu này ta đưa cho ai đây tần vũ liền cao mày suy tính kính quang thành kính quang thành lúc này cũng bình thường như kính quang thành mọi khi tuy chỉ có một vị thần vương đoan mộc ngọc bất quá so với thất đại thánh địa kính quang thành lại xem như ổn hơn không nghĩ tới được lúc này bát đại thánh địa lại chỉ có phiêu tuyết thành nguyễn kim sơn và kính quang thành ta là có một vị thần vương trong đó năm thành trì kia cho dù có thần vương còn sống cũng trở thành người hầu cho tử huyền phủ thậm chí lôi phạt thành thần vương còn chết sạch cả đoan mộc ngọc cười khổ rồi thở dài một tiếng lúc này đoan mộc như phong đang thần thức chuyển âm cùng đoan mộc ngọc đoan mộc như phong cũng không giấu giếm việc đã phát sinh trong tân vũ trụ nói lại cho đoan mộc ngọc đương nhiên là đoan mộc như phong cũng không biết bọn họ bị tần vũ dẫn vào một nơi là tân vũ trụ Đoàn Mộc Như Phong cùng Đoàn Mộc Ngọc chỉ biết gọi nó là thế giới của Tần Vũ. Đoàn Mộc Ngọc, tính ra cô cô vận khí cũng tốt, tại vì người cùng Tần Vũ có một phần giao tình, nên hắn chỉ để cho cô cô thời gian một ức năm làm người hầu thôi, như Thăng Lam, Mộc Khâm, Phổ Thai Hồng, ba vị Thánh Hoàng, còn phải ở đó đến tận sáu ngàn vạn ức năm thời gian. Đoàn Mộc Như Phong dùng thần thức truyền âm nói. Các thần vương này, mặc dù không được phép vắng mặt khỏi từ huyền phủ, nhưng thần thức của bọn họ vẫn bao trùm cả thần giới tuy không rời từ huyền phủ nhưng bọn họ cũng có thể cùng với người nhà tiến hành thần thức chuyển âm được đoan mộc ngọc cô cổ ở đây mọi sự tình của kính quang thành đều sao lại hết cho ngươi đoan mộc như phong tiếp tục nói đoan mộc ngọc ngươi cùng tần vũ có giao tình là tốt cố mà duy trì mối giao tình này với tần vũ tần vũ này thực lực thật là đáng sợ hơn nữa thực lực hắn còn gia tăng với tốc độ càng thêm kinh người từ nay về sau cả thần giới không ai còn phản kháng được với hắn nữa chỉ cần cùng tần vũ có quan hệ tốt kính quang thành chúng ta căn cơ càng thêm ổn định ta hiểu được rồi cô cô không chỉ có đoan mộc như phong mà thân đồ diêm thang lam mộc khâm phổ thai hồng bốn vị thánh hoàng này đồng dạng cũng đang cùng nhân mã của mình liên lạc bằng thần thức truyền âm bất quá thì đối tượng để bọn họ liên lạc đều là các điện chủ của thánh địa một số ít các thượng bộ thiên thần mà thôi dù sao trong thánh địa của bọn họ chẳng còn một thần vương nào phàm nhi phụ hoàng phải bế quan tu luyện một ước năm thời gian trong vòng một ước năm mọi sự tình của hòa diệm sơn ta giao cho ngươi và mấy vị thúc thúc bá bá phàm nhi có sự tình lớn nhỏ gì hãy cùng với các thúc thúc bá bá mà bàn bạc thương lượng vâng thư phụ thân thân đồ phàm cũng đang ở hòa diệm sơn trực tiếp dùng thần thức truyền âm với phụ thân mình thân đồ phàm cũng không biết là giờ phút này phụ thân hắn đối với hắn còn có chút cảm tạ nữa nếu không phải thân đồ phàm cùng tần vũ có chút giao tình thì thân đồ diêm làm sao mà chỉ phải làm người hầu trong tử huyền phủ có một ước năm thời gian được một ức năm nếu đem so sánh với sáu ngàn vạn ức năm cũng tức là gấp nhau tới sáu vạn lần a bát đại thánh địa của thần giới bắt đầu một cuộc sống bình lặng chưa từng có từ trước đến giờ còn trong tam đại thế lực phi thăng giả tu la hải huyết yêu sơn song vực đảo thì ba phương thế lực này cũng tĩnh lặng phi thường không nhắc gì đến chuyện tranh đấu bởi vì vô luận bát đại thánh địa hay tam đại thế lực phi thăng giả tất cả đều rõ ràng một điều trung tâm của thần giới hôm nay chính là mê vụ thành không ai dám xâm phạm vào uy nghiêm của mê vụ thành được trong đông nam địa để chi thành phụ hoàng và nhị thúc sao lại thế được nhỉ tại sao lại bất quản mọi sự còn nói từ nay về sau sáu ngàn vạn ức năm nữa thì mới hiện thân sự tình của địa để chi thành lại sao hết cho chúng ta phổ thai phân cao mày nói đại ca quái dị nhất là phụ hoàng và nhị thúc lại còn không trở về địa để chi thành trước đã rồi mới một đại hán bên cạnh cũng nhíu mày nói thật không biết phụ hoàng và nhị thúc bây giờ ra sao nữa Thần giới đã lâm vào một hoàn cảnh chưa từng có, một cục diện mà thần vương rất thừa thớt. Trong bát đại thánh địa còn có ba, tu la hải còn có một, huyết yêu sơn cũng chỉ có một, duy chỉ có song vực là còn đủ hai người. cả thần giới, tuyệt đại bộ phận thần vương, hơn mười vị thần vương đều đang ở trong tử huyền phủ. So với lúc thiên tôn sơn phủ xuống, thần giới có tới hơn bốn mươi vị thần vương, trình lệ thực quá lớn. Số lượng thần vương rất thừa thớt, đại bộ phận thượng bộ thiên thần nắm giữ các quyền lợi, dần dần giữa thần giới thiên thần càng lúc càng khó có thể nhìn thấy thần vương thần vương giấu giếm tung tích càng khiến cho thần vương trong mắt các thiên thần bình thường càng thêm thần bí trong từ huyền phủ mười vị thần vương đều phi thường tuân theo quy củ mỗi người đều chỉ đạo tần thị đệ tử tu luyện bình thường đều ở ngay tại lưu thủy viên an tĩnh tu luyện hoặc tán gẫu với nhau hắc hắc thiên thần của bát đại thánh địa thần giới còn đang nghi hoặc thần vương đang lưu lạc ở đâu ha ha thần vương đều tụ tập ở đây nè hầu phí đi vào trong lưu thủy viên nhìn thấy hai ba vị thần vương trên mặt không khỏi nở một nụ cười đắc ý phóng nhãn khắp thần giới nơi nào có thể có được thần vương nhiều như vậy tần chính lúc này cũng đang ở trong lưu thủy viên hướng về một vị thần vương hỏi tiền bối hôm qua người nói là sẽ dạy cho ta phải tự mình tập trung suy nghĩ đi vấn đề này không thể nói ra được người cứ chậm chậm tu luyện khắc thành đừng có tới làm phiền ta lúc này phổ thai hồng đang cùng thân đồ diêm đánh cờ không đợi cho tần chính nói xong không nhịn được nói chặn họng luôn vâng tiền bối tần chính thấy phổ thai hồng như thế liền đứng qua một bên chuẩn bị đợi cho phổ thai hồng chơi hết ván cờ xong mới lại tiếp tục hỏi lúc này hầu phí đi vào lưu thủy viên đã thấy hết mọi sự tình nhất thời hai mắt trừng nộ hầu phí bước ba bước trực tiếp đi tới bên cạnh phổ thai hồng mãnh liệt phách ba trường xuống mặt bàn cờ bồng bàn cờ đột nhiên vỡ vụn phổ thai hồng thân đồ diêm hai người chấn động phổ thai hồng không khỏi tức giận ngẩng đầu nhìn về phía kẻ mới đến hầu phí trực tiếp chỉ thẳng vào mặt phổ thai hồng quát giỏi cho phổ thai hồng ngươi ngươi nghĩ là đại ca ta mời ngươi về làm khách hả à? hừ giữ thể diện cho ngươi ngươi lại còn tưởng rằng mình là ai chứ bàn tay hầu phí nắm lại trong tay liền xuất hiện huyền thanh nhất khí côn phổ thai hồng thân đồ diêm hai người lập tức nhảy lùi lại hầu phí ngươi muốn kiếm chuyện phổ thai hồng cả giận nói hầu phí đối với tiền bối ta cũng nên lễ phép một chút Tần Chính bên cạnh lại khuyên can hầu phí. Hầu phí vừa nghe, nhất thời càng thêm phát cáo, hai mắt trợn lên nhìn về phía Phổ Thai Hồng, "Phổ Thai Hồng, ta nói cho ngươi biết, ngươi ở đây chính là làm người hầu cho Tử Huyền phủ, đã làm người hầu phải có tự giác của người hầu, đại ca ta cho các ngươi thể diện, các ngươi lại nghĩ đại ca ta nhu nhược, mẹ kiếp, nên sớm trực tiếp đem các ngươi giết chết hết." Nhất thời tất cả thần vương của Lưu Thủy Viên đều tĩnh lặng lại, bọn họ đều hiểu được mình là người hầu của Tử Huyền phủ, bất quá tần vũ nói cho người của từ huyền phủ các thần vương này đều là khách nhân do tần vũ mời tới cho nên bọn người tần chính đối với những người này coi như rất lễ phép chỉ là vì luôn lễ phép như vậy cũng khiến cho phổ thai hồng dần dần có những xử sự, sự kiểu cách như hồi còn là thánh hoàng người hầu thời khắc này tần chính nghi hoặc nhìn về phía hầu phí ánh mắt hầu phí đảo qua tất cả các thần vương ở đây hư lạnh một tiếng nói đại ca ta nói dối về hoàn cảnh của các ngươi các ngươi lại thực sự ra vẻ các ngươi đều hiểu biết rất nhanh tốt lắm đại ca để các ngươi lưu lại một phần thể diện trong lòng các ngươi cũng nên tự giác một chút đừng có người nào cũng nghĩ mình vẫn còn là thánh hoàng nữa phổ thai hồng qua mà giảng dài cho tần chính nhị ca tận tình một chút hầu phí lạnh lùng nhìn phổ thai hồng phổ thai hồng nhướng mày mộc khâm bên cạnh cũng chấp tại nói với hầu phí hầu phí bọn tại hạ mấy ngày nay đích thực là hơi quá đáng từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không thế nữa mộc khâm nhìn về phía phổ thai hồng toàn bộ các thần vương ở đây đều phi thường rõ ràng thực lực của tần vũ so với bọn họ còn cường mãnh hơn rất nhiều hầu phí thật có lỗi thái độ của ta quá đáng rồi phổ thai hồng lúc này cũng nói mềm mỏng như vậy mới đúng chứ hầu phí hừ lạnh một tiếng trong tử huyền phủ người biết các người là người hầu rất ít cho nên nếu các người không tự giác còn tự cho mình là nhất thì đến lúc đó không chỉ cả người trong tử huyền phủ biết mà ngay cả mọi người trong thần giới đều biết các thần vương này sắc mặt đều biến đổi nếu việc này bị người của cả thần giới biết được, thì các thần vương này so với chết còn thê thảm hơn. Từ nay về sau, sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, phổ thai hồng lúc này nói. Đường lúc hầu phí chỉnh đốn các thần vương, thì bản thân Tần Vũ lại đang ở lôi phạt thành. Thời khắc này, Tần Vũ toàn thân vận một lam sắc TSM, khẽ cười đi trên một con đường sát vách núi của lôi phạt thành. Tần Vũ, cảm ơn, không cần, kỳ thật ta đã giết đến vị thần vương cuối cùng của Chu Gia, nên thật ra ta phải xin lỗi nhị ca mới đúng vì đã khiến huynh thêm phiền toái tân vũ vừa đi vừa cùng lâm mông dùng thần thức truyền âm với nhau người giết thì cũng không có gì là không được cả cho dù đem cả bát đại thánh hoàng mà giết hết cũng sẽ có người kế thừa trong tám quả linh châu đều ẩn chứa không gian pháp tắc người chỉ cần đem lôi nguyên linh châu cấp cho bất kỳ một kẻ nào có huyết mạch của chu gia thì hắn đều có thể trong một thời gian rất ngắn mà lĩnh hội được hoàn toàn không gian pháp tắc trở thành tân thánh hoàng của lôi phạt thành vậy nhị ca ngươi nói ta phải đem lôi nguyên linh châu cho ai đây tần vũ thần thức truyền âm đáp lại hiện tại tần vũ đã tới trước mặt hoàng thành của lôi phạt thành hoàng thành không cho phép ngoại nhân đi vào cho ai hả lúc này trong phạm vi cách người khoảng trăm bước đang có một hài đồng ta thấy cho hắn là đúng đó lâm mông truyền âm nói hả tần vũ hướng bốn phương tám hướng mà cố nhìn lại chỉ thấy đúng là cách đó không xa trên mép đường có một một hài đồng đang run rẩy tần vũ liếc mắt quan sát hài đồng kia thực lực vô cùng kém cỏi chỉ là trung cấp thần nhân mà thôi chắc cũng là đệ tử của chu gia nếu không thì không có khả năng tiến vào lôi phạt thành tần vũ trong lòng thầm nghĩ tần vũ liền mỉm cười hướng về hài đồng này đi đến đang run rẩy ở ngoài mép đường hài đồng kia thấy có người đến liền nghi hoặc mở to hai mắt nhìn về phía tần vũ người sao lại đứng ở mép đường chẳng lẽ không sợ phụ thân mẫu thân người trách phạt hả tần vũ cười nói người là ai hài đồng này có vẻ cẩn thận hỏi dò người không biết trước khi hỏi tên người khác phải nói tên mình trước sao Tần Vũ có thêm hứng thú nói, bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Hải đồng này trầm mọc một lát, rồi mới đáp, ta tên là Chu Thanh. Ha, Chu Thanh, sao người lại ở đây đứng run rẩy như vậy? Tần Vũ cười dò hỏi. Bởi vì ta muốn rời khỏi lôi phạt thành, sở dĩ trước khi đi cũng phải tập làm quen với thổ địa xung quanh lôi phạt thành đã. Chu Thanh hài đồng trả lời thật ra đã làm cho tần vũ có chút kinh dị vì sao người muốn rời khỏi lôi phạt thành tần vũ cười dò hỏi ta trong hàng đệ tử nhất bối của chu gia tu luyện chậm nhất tự nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài chu thành rất tự nhiên nói trong lòng tần vũ giật mình bát đại thần tộc phần lớn là có quy củ này bất quá thì cũng là để xúc tiến sự tu luyện của các đệ tử bên trong tộc được phát triển nhanh hơn và gia tăng cả sự cạnh tranh lẫn nhau nữa chu thành ta và người có duyên ta tặng người một món đồ tần vũ mỉm cười nói Tặng ta cái gì?" Chu Thanh nghi, hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ xòe tay ra, Lôi Nguyên Linh Châu liền lơ lửng trong lòng bàn tay Tần Vũ. Tần Vũ tâm ý nhất động, ngón tay Chu Thanh liền rách ra một chút. Một giọt máu tươi bay ra dung nhập vào Lôi Nguyên Linh Châu, Lôi Nguyên Linh Châu liền trực tiếp dung nhập trong cơ thể Chu Thanh. "Tiểu Chu Thanh, cáo từ." Tần Vũ xoa đầu Chu Thanh, sau đó liền xoay người rời đi. Chu Thanh giờ phút này, nhận thấy Lôi Nguyên Linh Châu đang không ngừng truyền đến thông tin cho hắn. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng nhưng Tần Vũ đã biến mất không thấy đâu. Chu Thanh lớn tiếng gọi, "Người còn không có nói cho ta biết, người là ai?" "Ta gọi là Tần Vũ." Thanh âm của Tần Vũ vang lên trong đầu Chu Thanh. Trong tử huyền phủ của Mê Vũ Thành, Khương Lan, Dịch Phong hai người đang thưởng trà đàm luận. "Hầu phí kia quả thực là bạo ngược a, à, hơn mười vị thần vương xem ra đã bị hắn dọa đi vào quy củ nhiều rồi, hiện tại mỗi người đều đã rất khiêm tốn kìa." Dịch Phong cười ha ha cười nói chuyện vừa nãy hầu phí giáo huấn gian đe chúng thần vương dịch phong khương lan tả thu lâm các vị thần vương của tử huyền phủ đều đã biết hết nhưng chính những người này lại không một chút ngăn trở hành động của hầu phí khương lập hơi gật gật đầu một chút giáo huấn gian đe của hầu phí chắc gì đã là không tốt đúng dịch phong gật đầu đáp tần vũ với bọn thần vương kia thì lại không so đo bình thường không có có yêu cầu gì với bọn họ nên hơn 10 vị thần vương lại coi tử huyền phủ thành nơi để an nhàn đám người này ở lưu thủy viên mà đánh cờ bàn luận cứ coi như là các đứng tiền bối cao nhân vậy. Hừ, nếu không phải là hầu phí đã gian dạy họ, thì qua mấy ngày nữa, ta cũng phải đem chuyện này ra thương thảo với Tần Vũ mới được. Dịch Phong cũng đã sớm thấy chuyện này không vừa mắt rồi. Chiến bại, Tần Vũ đã tha cho đám thần vương này một mạng, để cho đám thần vương này làm người hầu trong tử huyền phủ. Thế mà họ lại dám ra vẻ, lên mặt như thế. Dịch Phong thúc, Lan thúc, các người ở đây à? Thanh âm Tần Vũ vang lên. Lúc này Tần Vũ cũng vừa mới từ lôi phà thành trở về. Khương Lan, Dịch Phong hai người đã thấy Tần Vũ, lúc này vừa rót thêm một chén trà, gọi Tần Vũ tới, "Tần Vũ, ngươi cũng ngồi xuống cùng chúng ta uống trà đi." Tần Vũ đích xác cũng đang có chuyện muốn bàn bạc cùng Lan Thúc, nên cũng tự đến rồi ngồi xuống. "Lan Thúc, ngươi còn nhớ vật này chứ?" Tần Vũ sau khi uống một ngụm trà, liền lật bàn tay ra, kim sắc vạn dân ấn, cái vật mà Tần Vũ đã không coi lôi phạt thiên tôn và đâu đoạt lại. Nhìn kim sắc tiểu ấn trong tay Tần Vũ, ánh mắt hai người Khương Lan dịch phong đều sáng lên vạn dân ấn trong mắt khương lan khó nén nổi sự tò mò hỏi tần vũ liền đưa vạn dân ấn cho khương lan lan thúc người đã có hậu thổ ấn vạn dân ấn này cũng tặng cho ngươi kể từ nay cơ hội cho người trở thành thiên tôn đích xác rất lớn trở thành thiên tôn ư khương lan cười lạnh rồi lắc đầu nói đúng là trong quá khứ ta đã muốn thành thiên tôn còn bây giờ là cuộc sống yên bình tại tử huyền phủ này nhàn rỗi thì hướng dẫn tần sương tần tư hai tên tiểu hài từ kia hoặc là cùng với dịch phong huynh phụ thân ngươi mà nói chuyện trên trời dưới đất lúc này ta đối với vị trí thiên tôn thật ra không còn ham muốn nữa rồi tần vũ ngẩn người ra lan thúc đã không muốn vậy vạn dân ấn này đem đưa cho ai đây khương lan huynh tần vũ cũng là có ý tốt ngươi nên nhận lấy đi dịch phong ở bên cạnh khuyên tần vũ cũng nhìn khương lan chờ mong vì tần vũ mà khương lan đã chịu không ít thiệt thòi có thể đền ơn một chút cho khương lan thì tần vũ cũng có chút yên lòng hơn khương lan nhìn tần vũ một lát rồi lập tức nhận lấy vạn dân ấn cười đáp ai đối với ta những thuật giảng về thời gian đảo thối nằm trong vạn dân ấn này đích xác cũng có chút tò mò có một phen để hiểu trước về nó cũng tốt bất quá thì khoảng cách tới thời điểm thiên tôn đàn xanh cũng sẽ đến nhanh thật không biết tân thiên tôn sẽ là ai đây tân thiên tôn đàn xanh cũng sẽ đến nhanh lời này thực là có ý gì tần vũ nhớ mày với lời nói này tần vũ đã nghĩ sao một tình huống lan thúc muốn trở thành thiên tôn có phải chỉ có hai biện pháp hả một là có được cả ba phần của thiên tôn linh bảo hai là hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc nếu lan thúc người cùng với tu la thần vương la phàm đều không thể lĩnh ngộ hoàn toàn được hơn nữa lại không tập trung được ba bộ phận của thiên tôn linh bảo làm một vậy tân thiên tôn kia làm sao mà có thể đản sanh được chứ tần vũ nghi hoặc nói dựa theo lý giải của tần vũ nếu khương lập và la phàm đều không thể lĩnh ngộ hoàn toàn được thời gian pháp tắc lại không thể tập trung được cùng lúc ba ấn trên cùng một người thì vị tân thiên tôn kia không nên đàn xanh mới phải ha ha tần vũ chẳng lẽ ngươi vẫn tưởng rằng ta và la phàm vĩnh viễn không có cách nào mà lính ngộ được thời gian phát tắc nên tân thiên tôn kia sẽ vĩnh viễn mà không xuất hiện khương lan cười nhìn về tần vũ tần vũ có một chút ngạc nhiên khương lan cười tiếp tục nói tình huống đó là không có khả năng đã có một lần trong khi các thần vương còn đang không thể xác định được ai giành thắng lợi hoàn toàn thì các thiên tôn đã âm thầm ra tay khiến cho thiên tôn linh bảo liền trực tiếp bay tới tiêu diêu thần vương khiến cho hắn trở thành thiên tôn mới ta nghĩ nếu lần này cả ta và la phàm đều không có cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn được thời gian pháp tác hoặc không có cách nào mà tập trung được ba kiện thiên tôn linh bảo sợ là các thiên tôn lại muốn ra tay lần nữa khương lan cười lạnh nói tần vũ nghe thấy thế trong lòng không khỏi thầm nghĩ thiên tôn ra tay có khả năng quyết định được địa vị tân thiên tôn e là không phải bất kỳ thiên tôn nào cũng có phòng trừng rốt cục là kẻ đã âm thầm ra tay chính là nhị ca lâm mông lúc này thì ba bộ phận của phủ thế ấn thương thiên ấn hậu thổ ấn vạn dân ấn đều đã xuất thế rồi thời điểm tân thiên tôn đàn xanh cũng sẽ nhanh chóng tới khương lan có vạn dân ấn liền mang vào trong tân vũ trụ bởi vì ngay giữa thần giới thì cho dù là tần vũ cũng khó mà duy trì một khu vực có gia tốc lên tới 10 vạn lần được còn trong tân vũ trụ tùy ý có thể duy trì một khu vực có thời gian gia tốc lên tới trăm vạn lần màn đêm u ám đã biến mất, ánh sáng ban ngày dọi xuống, bắt đầu một ngày mới. Tần Vũ, Khương Lập, hai vợ chồng từ trong phòng đi ra, bọn họ liền cùng Tần Tư, Tần Sương hai người con trai dùng bữa. Đừng nói đến cấp bậc của Tần Vũ, chỉ cần là một tu luyện giả thông thường, đã không cần đến ăn uống rồi. Chỉ là trong mắt bọn Tần Vũ, chuyện dùng bữa cũng không phải là để lấp đầy cái bụng, mà là một sự thư giãn hưởng thụ. Phụ mẫu, Nhi tưởng nghĩ có chuyện cần trao đổi với hai người. Tần Sương vừa mới ăn xong liền nói với tần vũ khương lập tần vũ khương lập hai người nhìn nhau không khỏi tò mò tiểu sương này rốt cục muốn làm gì tần vũ cười nói tiểu sương có chuyện gì nói đi tần sương hít sâu một hơi sau đó mới nói phụ mẫu hải nhi biết tử huyền phủ này có thông đạo đi thông sang tân vũ trụ mà tân vũ trụ lại có thể đi thông được sang tiên ma yêu giới từ đó có thông đạo đi sang được nhân gian giới hải nhi nghĩ muốn đi tới tiên ma yêu giới rồi tới nhân gian giới chơi chơi chút tới tiên ma yêu giới nhân gian giới chơi hả khương lập nhíu mày lại tiểu xương vào lúc này ngươi ngay cả thực lực thần nhân còn chưa đạt đã vội vàng nghĩ đến chuyện ra ngoài đợi khi đạt được cảnh giới thần nhân ta sẽ đáp ứng cho ngươi ra ngoài chơi khương lập nói tần xương nhất thời có nét khổ sở trên mặt phải đợi đến khi đạt cảnh giới thần nhân a à, thanh âm của tần xương kéo dài thườn thượt nhị đệ đừng có gấp đạt đến cảnh giới thần nhân rất dễ dàng mà tần tư bên cạnh khuyên bảo Hừ, đại ca huynh xuất sinh không lâu đã đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần hơn nữa với thực lực của huynh bây giờ sợ rằng cũng có thể đấu được một trận với thần vương đệ và huynh thực không có cách nào để so sánh được đâu tần sương có chút ảo não nói sau đó liền đứng dậy mà bỏ ra ngoài đứa hải tử này khương lập lắc đầu thở dài mà nói tần vũ cũng nhớ mày tần vũ biết đáy lòng tần sương vẫn có một sự bất bình mặc dù tần tư đối với hắn cũng tốt phi thường nhưng vì tốc độ tu luyện của tần sương thực sự là quá chậm chạp tiểu tư người hãy đi ra ngoài trước ta và mỗi thân người có chút chuyện tần vũ cười nói vâng phụ thân tần tư lúc này đứng dậy rời đi sau đó trong phòng chỉ còn tần vũ khương lập hai người khương lập nghi hoặc nhìn tần vũ vũ ca có sự tình gì vậy chuyện về tiểu sương nàng không có cảm giác được gì hả tần vũ nhíu mày tiểu sương là hài tử của ta và nàng chúng ta đều là thần vương vậy theo đạo lý tư chất của tiểu sương tối thiểu cũng phải bắt kịp với đệ tử của bát đại thần tộc đệ tử trong bát đại thần tộc, coi như trong khoảng năm, sáu tuổi là đã vượt qua thần kiếp, trở thành hạ cấp thần nhân rồi. Vừa không lâu trước, trong khi ta tới lôi phạt thành, có gặp một hài đồng tên là Chu Thanh. Hài đồng này cũng khoảng trên dưới 11, 12 tuổi thôi, đã đạt tới cảnh giới trung cấp thần nhân, mà trong số đồng lứa với nó, nó là một đứa có thực lực yếu nhất. Còn Tiểu Sương, lúc này đã tới 20 tuổi rồi, mà ngay cả hạ cấp thần nhân chưa đạt nổi, Tần Vũ cũng không khỏi lắc đầu than thở hai nhi tử của bản thân mình đại nhi tử tần tư từ chất lại tốt tới mức thần kỳ còn nhị nhi tử tần xương từ chất lại thực thấp tới mức kỳ lạ vũ ca vậy huynh nói ta phải làm gì bây giờ khương lập cũng không có biện pháp tần vũ trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói thay đổi tư chất của con người can thiệp vào bản chất của linh hồn chính ngay cả thiên tôn cũng không làm được phải đợi cho tân vũ trụ của ta hoàn toàn đại thành đến lúc đó phòng chừng ta có phương pháp tân vũ trụ hoàn toàn đại thành con mắt của khương lập sáng lên vũ ca vậy tân vũ trụ của huynh còn bao lâu nữa thì đại thành vậy vốn ta vẫn vường là tân vũ trụ hình thành tầng thần giới là tầng trên cùng cũng chỉ mất năm sáu năm là ổn nhưng bây giờ ta mới thấy là trong tầng thần giới này lại trưởng quản năng lượng của vô số không gian ở phía dưới nên tốc độ hình thành sẽ chậm hơn chút phòng chừng mất khoảng trên dưới mười năm trong lòng tần vũ cũng có sự ước tính trên dưới mười năm là đại thành khương lập gật gật đầu lập tức nhìn về phía phòng ngoài. Ai? Tiểu xương này, chỉ có thể đợi tới 10 năm nữa. Sau 10 năm, phụ thần sẽ trợ giúp cho con. Hải tử là quan tâm của phụ mẫu. Trong lòng tần xương vì tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạm mà khó chịu, tần vũ và khương lập trong lòng cũng không vui, chỉ là lúc này cả hai cũng không có biện pháp gì. 10 năm, lúc vũ trụ đại thành, thần thông của tần vũ liền tăng lên nhiều lần. Thời gian trôi qua, trong quãng thời gian này, Chu Thanh từ lúc có lôi nguyên linh châu đã được 2 năm, thần giới đã lại một lần nữa xuất hiện dấu hiệu thần vương đàn xanh, thần giới lại có thêm một vị thần vương. Một vị mà chỉ có thể xem là thiếu niên, thần vương thiếu niên. Chu Thanh, tân nhiệm thánh hoàng của lôi phạt thành, cũng một trong số những nhân vật hiếm hoi ở trên đỉnh điểm, trở thành thánh hoàng của lôi phạt thành. Chu Thanh đối với toàn bộ sự kiện đại chiến sau khi thiên tôn sơn hạ xuống, càng thấu hiểu, được rõ ràng hơn. Chu Thanh cũng hiểu được, Tần Vũ vì sao lại tặng lôi nguyên linh châu mười phần thì đến tám chín phần do tây bắc thánh hoàng chu hiền đã bị tần vũ giết trước đó mấy vị thần vương của lôi phạt thành như chu nhiên chu vô luyến chu thông chu hoắc đều đã bị tần vũ giết dù chu thanh sợ hãi về thực lực của tần vũ nhưng bất quá thì chu thanh một điểm cũng không có hận tần vũ hư chu hiền chu hoắc chu thanh đối với mấy thần vương đã chết này một chút cảm tình cũng không có vì chu thanh chỉ là tầng lớp dưới cùng của chu gia thậm chí còn thiếu chút nữa đã bị trục xuất của lôi phạt thành rồi ở sâu trong đáy lòng của chu thanh ngược lại còn có sự cực kỳ cảm kích người đã làm cho hắn thoát thai hoán cốt cho địa vị của hắn phát sinh sự kịch liệt chuyển biến chính là tần vũ sau khi chu thanh trở thành thần vương cả thần giới lại khôi phục sự bình ổn đại khái sau khi chu thanh thành thần vương khoảng 3 đến bốn năm tại một con đường của ý chỉ thành phía đông của thần giới ý chỉ thành thành trì mà tần vũ xuất phát từ đây một vị thanh tu lão giả vận thành xác trường bào mỉm cười đi giữa đường thanh tu lão giả này sắc mặt hồng nhuận, da rẻ trắng trẻo như là trẻ con, nét mặt có một vẻ mà người khác khi nhìn vào, cảm thấy có sự vui vẻ tha thiết, ngay cả nụ cười cũng làm cho người xung quanh thấy ấm áp hẳn lên. Không nghĩ tới là mấy ngàn năm ngắn ngủi công phu, Tần Vũ đã có thể sáng tạo ra một đại cục diện như thế, không sai, thực không sai, lão giả dâu dài mỉm cười gật gật đầu. Cước bộ khẽ nhích, chỉ hai ba bước, lão giả kia đã ra khỏi ý chỉ thành, phung tay lên, dưới chân lão giả đã xuất hiện một khối thất sắc tường vân chân đạp lên thất sắc tường vân thanh tu lão giả với tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về mê vụ đầm bay đi xuyên qua mê vụ đầm không lâu đã phi tới ngoài mê vụ thành hà ngoài cửa vào mê vụ thành còn có thủ vệ thanh tu lão giả ngắm nhìn mê vụ thành không khỏi lắc đầu than một tiếng lúc này mê vụ thành xem ra không phải là nơi muốn đến là có thể đến được chỉ thấy thân ảnh của lão giả này bỗng dưng mơ hồ dần cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa khi xuất hiện trở lại đã ở bên trong mê vụ thành bên trong mê vụ thành ngày hôm nay rất phồn vinh hả hạ bộ thiên thần vũ tuyển kinh dị trước chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt hắn chỉ kịp cảm thấy trước mắt có một sự mơ hồ rồi một thanh tu lão giả đã xuất hiện phía trước mặt còn mắt ta bị hoa hay sao vũ tuyển cảm thấy một sự nghi hoặc xin hỏi có phải thành chủ của mê vụ thành này có phải đang ở tòa thành trì lơ lửng phía trên kia không lão giả này quay đầu về phía vũ tuyển cười dò hỏi vũ tuyển căn bản nhìn không thấu đối phương lúc này đành cười đáp tiền bối thành chủ mê vụ thành tần vũ đại nhân coi như đang ở trong tử huyền phủ chỉ là lúc này người có ở đó hay không ta là một tiểu nhân vật thật ra không thể nào mà biết được ừ cảm ơn ngươi lão giả mỉm cười gật đầu đáp lại rồi lập tức lão giả ngừng đầu nhìn lên tử huyền phủ đang lơ lửng trên cao kia cả một cái phủ đệ cũng là hạ phẩm thiên thần khí không thể được không thể được lão giả liền trực tiếp bay lên không nhằm hướng tử huyền phủ hướng tới một lát lão già đã tới trước cửa của tử huyền phủ đây là tử huyền phủ ngoại nhân không được vào thủ vệ của tử huyền phủ lập tức quát lên lão già mỉm cười lắc lắc đầu cho gọi chủ nhân tần vũ của ngươi đến đi lúc này quản gia phúc bá cũng nghe được tiếng quát của thủ vệ trong lòng kinh ngạc muốn gặp chủ nhân tần vũ người vừa đến này là ai phúc bá trực tiếp đi tới cửa chính vừa nhìn thấy người lão lão chủ nhân phúc bá hoàn toàn ngây người ra a à phúc thanh tu lão già đã thấy phúc bá con mắt không khỏi sáng lên, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Trong lúc vị lục sắc lão giả đi tới trước cửa tử huyền phủ, thì bản thân Tần Vũ tại tử huyền phủ đang an tĩnh cùng Khương Lập hóng mát ở giữa hồ, cùng thường trà chơi cờ nói chuyện phiếm, mà Tần Sương ở cách đó không xa, trong một góc khuất đang chú ý nghe từng câu từng chữ một. Tiểu Sương, hài nhi đó khương lập lướt mắt nhìn tần sương ở xa xa bất đắc dĩ lắc lắc đầu quay lại nhìn về phía tần vũ hỏi vũ ca chúng ta khi nào đi thăm nghiên nhi muội muội ngân hoa mỗ mỗ hai người bọn họ đã lâu rồi ta không có gặp bọn họ muội rất nhớ nghiên nhi muội muội từ khi quan hệ giữa tần vũ cùng phiêu tuyết thành xấu đi khương lập cũng rất ít khi liên lạc cùng thân nhân tại phiêu tuyết thành nếu chúng ta trực tiếp đến phiêu tuyết thành không phải là một cách tốt sau này sẽ có cơ hội tỉ muội các nàng đoàn tụ ở một thành trì Tần Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nói đến việc này, sâu trong lòng Tần Vũ cũng dấy lên một tia ái náy. Lúc trước chính mình đã công khai chiêu thân, để rồi cuối cùng bị thất bại. Bất đắc dĩ phải cùng Lập Nhi bỏ trốn, căn bản đã làm mối quan hệ với thân nhân ở phiêu tuyết thành trở nên xa cách. A, à, sau này sẽ có cơ hội. Khương Lập cũng gật đầu cười, chỉ là Tần Vũ phát hiện ra trong đáy mắt Khương Lập có một tia thất vọng. Tần Vũ trong lòng càng thêm ái náy. Khương Phạm. Khương Phạm, Tần Vũ trong lòng tự hỏi, ta cùng phiêu tuyết thành đối lập thực chất nguyên do là vì quan hệ không tốt giữa khương phạm và ta mặc dù qua một đoạn thời gian quan hệ giữa tần vũ và khương phạm có tốt lên một chút không hề đối đầu nhưng khương phạm khi thấy tần vũ thì vẫn lạnh nhạt phi thường đúng lúc này có thanh âm của phúc bá chuyển đến tai tần vũ chủ nhân ở ngoài cửa viện có một vị thần vương khí tức rất giống với chủ nhân cũ của ta xa hầu viên a à, tần vũ ngạc nhiên chủ nhân cũ của phúc bá đang ở bên ngoài tần vũ nói với lập nhi vũ ca có phải sa hầu tiền bối khương lập lúc này cũng kinh ngạc đứng lên nếu sa hầu viên tiền bối tới ta và vũ ca cùng đi nghênh đón tần vũ gật đầu đúng rồi đó là sa hầu tiền bối vừa rồi phúc bá nói ở ngoài cửa viện ở ngoài cửa viện chính là một vị thần vương chẳng lẽ sa hầu viên tiền bối đã trở thành cao thủ cấp bậc thần vương khương lập cũng sửng sốt trở thành thần vương vì sao không có dấu hiệu đàn sinh tần vũ ngẩn ra đúng trở thành thần vương vì sao thần giới không có dấu hiệu thần vương sinh ra tại thần giới mỗi lần xuất hiện tân thần vương đều có dấu hiệu điều đó chứng tỏ một thần vương mới đã sinh ra căn bản không có dấu hiệu đại biểu sa hầu viên là thần vương lập nhi không lẽ nàng đã quên chúng ta đã nói qua sa hầu viên tiền bối ở một không gian vũ trụ khác luyện chế linh bảo phòng chừng người trở thành thần vương khi ở hạ giới dấu hiệu thần vương có lẽ xuất hiện ở hạ giới tần vũ chỉ có thể suy đoán vậy sự thật cũng như tần vũ nghĩ sa hầu viên ở không gian giữa phàm nhân giới bất ngờ ngộ ra đạt tới thần vương cảnh giới lúc đó tại không gian vũ trụ thuộc phàm nhân giới sấm nổ anh trời từng vân vô tận bất quá tại thần giới những người biết được việc này cực kỳ ít tần vũ sóng vai cùng lập nhi dọc theo tiểu lộ bằng đá hướng bờ hồ đi tới trở thành thần vương tại hạ giới dấu hiệu thần vương cũng chỉ xuất hiện tại hạ giới khương lập nhíu mày nếu là như vậy khi mà sắp trở thành thần vương một khi tiến nhập hạ giới trở thành thần vương vậy không phải tại thần giới sẽ có rất ít người biết được việc này sao tần vũ nở nụ cười lập nhi muội thật không suy xét kỹ lưỡng từ thần giới tới hạ giới đâu dễ dàng như vậy ngay cả thượng bộ thiên thần cũng không thể dễ dàng đi xuống được huống chi trước khi trở thành thần vương ai biết lúc nào mình có thể trở thành thần vương khương lập cười cười gật đầu quả thật để trở thành thần vương quá khó khăn đứa con cả của tần vũ và khương lập tần tư tư chất hơn người xung hợp với hỏa nguyên linh châu cùng với hồng mông linh bảo kim thương lúc hài đồng là thượng cấp thiên thần mà cho tới bây giờ Tần Tư vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần vương. Đang bước trên bờ hồ, Tần Vũ thấy cách đó không xa, ở cửa viện có một thanh tu lão giả đang thưởng hoa, Tần Vũ gia tăng cốc bộ, sau hai, ba bước đã tới bên cạnh, trong mắt ánh lên thần sắc vui mừng. Tần Vũ vừa muốn nói chuyện, nhưng vị thanh tu lão giả đã chặn lại, sau đó nói, ngươi là Tần Vũ. Đúng là vãn bối, Tần Vũ lúc này đã thu liễm lại khí chất. Sa hầu viên vừa nghe, trên mặt không khỏi hiện lên nét tươi cười, Tần Vũ, người ở trước mặt ta không cần phải xưng hô cái gì vãn bối lần này ta trở về mặc dù chưa lâu nhưng sự tích của ngươi ta cùng tu la thần vương la phạm huynh đã nói chuyện cũng biết được nhiều việc với thực lực và địa vị của ngươi hôm nay có thể gọi ta một tiếng xa hầu là được tiền bối đại nhân vãn bối thật không dám tần vũ cũng phi thường cố chấp mê thần điện đã trợ giúp cho tần vũ rất nhiều tỉ như tàn tuyết thần thương cách thức luyện khí hết thảy đều giúp cho thực lực của tần vũ tăng rất nhiều vì vậy tần vũ tại thần giới mới nhanh chóng có được địa vị vững chắc vũ ca xa hầu tiền bối giá lâm huynh không thể cứ mãi ở cửa viện nói chuyện được chúng ta hãy vào trong đi phúc bá người nhanh đi chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn khương lập cười phân phó cho phúc bá vâng phúc bá giờ phút này trên mặt hoan hỉ vô cùng hôm nay lão chủ nhân đến trong lòng phúc bá cũng rất cao hứng tiền bối mời tần vũ nhường cho xa hầu viên đi trước chúng ta cùng đi nếu không cái mặt già này dù có dày hơn cũng không dám nhận thịnh tình này của ngươi sa hầu viên cười nói tần vũ cũng cười ha ha khương lập tần vũ sa hầu viên cùng đi đến chỗ ở của tần vũ tần vũ ba người đi trên đường đàm luận nói chuyện với nhau ha ha tần vũ ta cảm thấy trong từ huyền phủ có một vị thần vương tới khí tức của thần vương ta phần lớn đều quen biết vị này là xa xa dịch phong thần vương đã cười đi tới tần vũ lúc này cười nói dịch phong thúc vị này chính là tượng thần sa hầu viên năm đó sa hầu viên dịch phong thần vương kinh dị nhìn thanh tu lão giả dịch phong huynh chẳng lẽ huynh không nhận ra ta sao sa hầu viên mỉm cười nói dịch phong thần vương ngẩn ra sa hầu ngươi thế nào ngay cả khí chất đều thay đổi so với trước kia ngươi hoàn toàn bất đồng tần vũ nghe thế liền kinh ngạc thì ra dịch phong thần vương hình như có quen biết sa hầu viên hơn nữa sa hầu viên so với trước kia có biến hóa rất lớn khí chất đại biến ha ha đúng vô luận là ngươi hay là Phạm huynh lần đầu thấy ta đều không nhận ra duy có a phúc có nhận ra ta một chút sa hầu viên cười nói a phúc trước kia cùng sa hầu viên hành tổ ở thần giới không biết nhiều ít bao nhiêu ước năm tự nhiên rất dễ dàng nhận ra sa hầu viên ha ha sa hầu so với năm đó bộ dáng ngươi thật lãnh khốc hôm nay ngươi lại làm cho người ta dễ thân cận dịch phong thần vương cười nói bọn tần vũ dịch phong sa hầu viên vừa đi vừa cười nói đang đi bỗng nhiên cái gì nơi này tại sao có nhiều thần vương như vậy? Sa Hầu Viên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thủy Viên, hiện giờ Sa Hầu Viên cũng đã trở thành thần vương, nên có thể cảm ứng được trong Lưu Thủy Viên có không ít thần vương. Sa Hầu Viên, người không biết, La Phạm Huynh không có nói cho người, Tần Vũ kinh ngạc nói, Tần Vũ vừa rồi nghe Sa Hầu Viên nói qua, hắn đã cùng Tu La Thần Vương nói chuyện, La Phạm cũng nói cho Sa Hầu Viên về sự tích của Tần Vũ, Tần Vũ còn tưởng rằng, Sa hầu viên này biết chính mình làm cho một đám thần vương trở thành người hầu tại tử huyền phủ la phàm huynh hắn chưa nói hắn chỉ nói người vài lần đại chiến mà thôi làm sao vậy nơi này có nhiều thần vương như vậy có quan hệ với ngươi sao xa Sa hầu viên vẻ mặt đề nghi hoặc tần vũ dịch phong khương lập mấy người nhìn nhau nhưng thật ra là đang cười rất hiển nhiên trong lòng tu la thần vương la phàm việc rất nhiều thần vương nằm trong lòng bàn tay tần vũ cuối cùng tần vũ để cho tu la thần vương chạy thoát mười vị thần vương trở thành người hầu tại tử huyền phủ có lẽ la phàm cho rằng đây là một việc nhục nhã nên không nói cho người ngoài biết tu la thần vương dĩ nhiên chưa nói tần vũ cũng không muốn vạch trần ra không có gì chỉ là để mười vị thần vương làm khách ở tử huyền phủ giúp ta dạy hậu bối đệ tử mà thôi tần vũ thản nhiên cười nói để mười vị thần vương dạy hậu bối đệ tử xa hầu viên không khỏi tức cười tu la thần vương trong khi nói với hắn đã nói có vài cuộc chém giết kinh thiên động địa thần giới đã mất đi mười vị thần vương tất cả các thần vương cộng lại hôm nay ở từ huyền phủ này đã tập trung quá nửa thật sự quá kinh khủng xa hầu đừng nghĩ nhiều những người đó đều là tự nguyện dịch phong cũng cười nói dịch phong cũng hiểu được tần vũ không muốn vạch trần chuyện này giữ thể diện cho các thần vương kia trong khi đó xa xa truyền đến tiếng nói chuyện hắc tần phong đại ca huynh thấy không mấy thần vương này bây giờ đối với huynh thế nào thái độ đích xác phi thường tốt với những điều kiện này trong một thời gian ngắn linh hồn cảnh giới của ta đã tăng lên rất nhiều khi nhị đệ nói ta vốn có chút không tin hôm nay thử xem quả thật như thế đúng vậy phải làm cho những thần vương nhớ bọn họ là người hầu của tử huyền phủ còn phải thường xuyên nhắc nhở bọn họ như vậy bọn họ mới làm việc thường xuyên chăm chú cẩn thận nếu không bọn họ lại lười nhác thanh âm của hầu phí cùng tần phong xa xa truyền tới Ồ, wow, đại ca hầu phí thấy tần vũ liền cười chạy tới bên cạnh tần phong thấy tần vũ mắt cũng sáng lên tam đệ lập tức cũng chạy tới chỉ là trong khi tới tần phong liền đến bên cạnh hầu phí dò hỏi hầu phí ngươi vừa rồi nói người hầu của tử huyền phủ tại sao lại thế này tại sao ta không biết phí phi đệ vừa là tự ý truyền bá sao tần vũ nhớ mày hầu phí hi hi cười to đại ca không có việc gì ta cũng không nói cho quá nhiều người dù sao tần chính nhị ca cũng biết giờ nói cho tần phong đại ca cũng không có gì thần vương làm người hầu cho tử huyền phủ sao lại thế này Sa hầu viên bên cạnh bộ dáng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hầu phí vừa nhìn thấy Sa hầu viên, hắn tuy không nhận ra Sa hầu viên, nhưng thấy Dịch Phong, Khương Lập, Tần Vũ đi cùng, biết là khách quý. Lúc này cười nói, đúng vậy, mười thần vương đó chính là người hầu của Từ Huyền phủ. Sa hầu viên kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Sa hầu tiền bối, không có gì, mấy vị thần vương chiến bại, ta không giết họ, chỉ để họ ở Từ Huyền phủ dạy hậu bối đệ tử coi như trừng phạt thôi. Tần Vũ thản nhiên cười nói. Sa Hầu Viên sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền cố khôi phục lại tâm cảnh hỗn loạn. Trong lòng Sa Hầu Viên nghĩ, Tần Vũ từ một kẻ chạy trốn, đã nhanh chóng làm cho hơn một nửa thần vương tại đây làm người hầu, hiện tại, thế lực của Tần Vũ lớn kinh người như thế nào đây? Tần Vũ, Khương Lập yên tĩnh ở giữa đình viện, Sa Hầu Viên, Dịch Phong bốn người lần lượt ngồi xuống, còn Phúc Bá đứng hầu ở một bên. Còn lại Hầu phí, Tần Phong bọn họ cũng không ngồi cùng, dù sao Hầu phí bọn họ cùng Sa Hầu Viên cũng không có quan hệ gì ở đây ngược lại còn không tốt. Năm đó tại tiên ma yêu giới có được mê thần điện, sau đó liền trực tiếp phi thăng thần giới, rồi một mạch đi lên cho đến lúc trở thành đông cực huyễn Kim Sơn Lam huyền điện điện chủ, cuối cùng công khai chiêu thân tại phiêu tuyết thành. Bây giờ hồi tưởng lại, mọi việc hình như mới phát sinh ngày hôm qua, Tần Vũ nâng chén cười nói. Khương Lập cũng cười lên, nàng cũng nhớ lại lúc bắt đầu sống cùng Tần Vũ. Ngắn ngủi hai vạn năm thời gian, đạt được thành tựu ở đỉnh cao của thần giới. Tại thần giới từ trước đến giờ, chưa có ai làm được vậy dịch phong thần vương cười nói sa hầu người để lại mê thần điện cũng đã giúp ích nhiều cho tần vũ à sự trợ giúp của sa hầu viên đối với tần vũ thật sự rất lớn trận pháp nhất đạo cuối cùng làm tần vũ linh quang chợt lóe sáng chế ra cản khôn trận pháp dùng để luyện khí cuối cùng trở thành tân tượng thần còn có bảo bối do sa hầu viên lưu lại cho tần vũ như tàn tuyết thần thương đương nhiên tàn tuyết thần thương giờ đây sở dĩ lợi hại lý do quan trọng nhất là đã hấp thu huyền hoàng khí nếu không ban đầu tàn tuyết thần thương uy lực cũng chỉ là nhị lưu hồng mông linh bảo mà thôi đến bây giờ độ cứng làm sao vượt qua nhất lưu hồng mông linh bảo được con đường luyện khí phải có thiên phú tương tự cần thời gian kinh nghiệm tích lũy ngắn ngủi hai vạn năm cho dù thời gian có nhiều hơn nhiều lần đi nữa cũng làm cho người ta khó có thể tin sa hầu viên ở một bên than thở nói tần vũ khiêm tốn về luyện khí vãn bối cùng sa hầu tiền bối khoảng cách tranh lệch thật không nhỏ không nhất định vậy bên cạnh dịch phong cười nói ngươi cũng có thể luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo, nhưng không chỉ là một kiện, mà Sa Hầu Viên chỉ luyện chế có một kiện, nói về kỹ thuật luyện khí, nói không chừng ngươi so với Sa Hầu có khi còn cao hơn. Dịch Phong Thần Vương, trước kia cùng Sa Hầu Viên cũng có một chút giao tình, nói chuyện với nhau không cần e ngại nhiều lắm. Dịch Phong, ngươi đúng là, Sa Hầu Viên cười lắc đầu. Nếu như so sánh với năm đó ta từ thần giới đến tiên ma yêu giới, thì có lẽ ta còn thật sự không dám nói kỹ thuật luyện khí có thể kém hơn tần vũ nhưng bây giờ thì sa hầu viên tự đắc nói sao bây giờ làm sao vậy chẳng lẽ ngươi có tiến bộ vượt bậc luyện chế thành thiên tôn linh bảo phải không dịch phong thần vương cười nói tần vũ trong lòng chấn động năm đó tại mê thần điện tần vũ phát hiện sa hầu viên để lại tin tức thông qua ảo ảnh thuật biết sa hầu viên muốn theo đuổi luyện khí đến cùng không luyện chế ra thiên tôn linh bảo thể không bỏ cuộc tần vũ thấy sa hầu viên mỉm cười tự đắc trong lòng không khỏi chấn kinh, hiện nay thực lực của Sa Hầu Viên đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thần vương cảnh giới, nghe Dịch Phong thúc nói, thì khí chất của Sa Hầu Viên đã thay đổi lớn, chẳng lẽ Sa Hầu Viên thật sự luyện thành Thiên Tôn Linh Bảo? Thiên Tôn Linh Bảo, Tần Vũ đã thấy qua uy lực của nó, một kiếm nguyên tội kiếm đã khiến cho Tần Vũ phải nhận đau khổ. Sa Hầu, nhìn biểu tình của ngươi, thật không có khả năng, ngươi thật sự đã luyện chế ra Thiên Tôn Linh Bảo rồi sao? Dịch Phong thần vương giờ phút này kinh dị nhìn Sa Hầu Viên sa hầu viên cười sáng lạn bộ dáng tự đắc tần vũ nhìn sa hầu viên nói ra tiếng ta nhớ rõ sa hầu tiền bối từng nói qua người cần tìm các loại nguyên liệu hướng tới đỉnh cao của luyện khí nếu không luyện chế ra thiên tôn linh bảo tuyệt đối không bỏ cuộc như giờ sa hầu tiền bối trở lại thần giới chẳng lẽ đã đại công cáo thành dịch phong tần vũ hai người thay nhau nói bên cạnh khương lập ánh mắt kinh dị nhìn về phía sa hầu viên sa hầu viên lúc này nở nụ cười ánh mắt quét về phía tần vũ khương lập dịch phong ba người ra vẻ thần bí thấp giọng nói lão già ta cuối cùng linh hồn đạt cảnh giới viên mãn cuối cùng ông trời thật không phụ ta ha 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 nói đến đây sa hầu viên lại cười lên thật sự luyện thành dịch phong thần vương không khỏi hô lên bên cạnh tần vũ khương lập nhìn nhau thở lạnh trong mắt cũng có vẻ khó tin nhất lưu hồng mông linh bảo đã luyện chế cực kỳ khó ví như tần vũ cũng cần có các điều kiện tốt nhất mới có thể luyện chế ra nhất lưu hồng mông linh bảo cho nên thiên tôn linh bảo tần vũ tuy có ý nghĩ trong đầu nhưng hắn không làm được nếu không có huyền hoàng khí có lẽ phải cần huyền hoàng khí mới có thể luyện chế ra thiên tôn linh bảo tần vũ nghĩ vậy tần vũ biết chính mình sở hữu huyền hoàng khí mới có thể luyện chế phẩm chất linh bảo tăng lên vậy còn sa hầu viên sa hầu viên ước chừng không có huyền hoàng khí như thế nào luyện chế ra thiên tôn linh bảo tần vũ việc ta luyện chế ra thiên tôn linh bảo so với kỳ tích của người cũng có thể so sánh. Sa hầu viên hướng tần vũ cười chế nhạo, nghĩ đến trong tử huyền phủ có 10 vị thần vương làm người hầu, hiện giờ trong đáy lòng ta còn chút kinh hãi. Được sa hầu viên chính miệng thừa nhận việc thiên tôn linh bảo, xem ra sa hầu viện quả thật đã luyện chế được thiên tôn linh bảo. Một vị thần vương luyện chế ra thiên tôn linh bảo, sa hầu người thật đã luyện chế ra thiên tôn linh bảo. Hô, người thật đã khiến chúng ta đại khai nhãn giới. Nói thật nha, ta còn không có rõ ràng xem qua vậy hậu thổ ấn vạn dân ấn cái gì không tính mấy năm trước lôi phạt thiên tôn ra tay đối phó tần vũ chỉ là nguyên tội kiếm động tác quá nhanh ta chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí ngay cả bóng nguyên tội kiếm cũng không thấy rõ đáng tiếc đáng tiếc a à, dịch phong ở một bên cảm thán nói tần vũ khương lập hai người cũng nhìn xa hầu viên xa hầu viên tiền bối thiên tôn linh bảo có thể cho chúng ta xem không tần vũ trong lòng cũng rất chờ mong hắn đặc biệt muốn biết các loại tài liệu luyện chế ra thiên tôn linh bảo rốt cuộc có hình dáng thế nào xa hầu viên nhìn về phía tần vũ dịch phong khưng lập ba người cuối cùng cười được nếu các người muốn xem ta để các người xem cái này ta đã hao phí vô số tâm huyết và bảo bối chỉ thấy xa hầu viên vừa lật tay đột nhiên một viên hắc sắc linh châu xuất hiện trên lòng bàn tay xa hầu viên viên linh châu này tịnh không lớn đại khái kích thước bằng một quả trứng chim cút tần vũ khi thấy hắc sắc linh châu xuất hiện liền cảm thấy cả không gian xung quanh bị đè nén, đất đai nhẹ rung động. Tần Vũ trong lòng cảm thấy một trận áp lực, áp lực này đúng là do hắc sắc Linh Châu mang lại. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.